Rồi, xin chào các bạn. Sau khi chúng ta import được flow thứ nhất vào thì tiếp đến chúng ta sẽ import cái flow thứ hai vào. Chúng ta cũng bấm vào import. Và đây chúng ta sẽ chọn cái flow mà mình đã đóng gói sẵn để đưa lên trên. Thì cái flow số 2 nó sẽ tên là 1.1 ở đây. Chúng ta chọn nó. Mục đích của flow này là nó sẽ chép cái file từ OneDrive hay là Microsoft Form ấy, nó chép qua SharePoint để nó lưu trữ cho chúng ta. Rồi tương tự chúng ta cũng sẽ sửa những cái nội dung này nha. Đầu tiên update để chúng ta chọn mới, create new, save. Mình muốn đổi tên mình đổi những cái connection mình sửa lại, chọn lại cái chưa có thì tạo. Rồi team team thì chưa có nên mình bấm tạo mới. Rồi, new connection, team. Rồi, mình thấy team, tạo. Rồi, chọn. Rồi, quay lại, refresh. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ có một cái OneDrive nữa. OneDrive cũng chưa có, thì rồi, qua đây tạo tiếp. À đây, OneDrive for Business đứng thứ hai luôn. Ok, tạo. Chọn. Rồi, qua đây mình bấm Refresh List. Rồi, mình chọn. Đấy. À, sau khi mình sửa xong thì mình bấm Import. Đấy. Mình chờ một chút. À, mình sẽ biết kết quả Import ở đây. Rồi những cái tab không cần thiết mình có thể tắt. Rồi ở đây thì flow này import thành công và chúng ta sẽ bấm open flow để chúng ta chỉnh sửa một chút. Rồi ở đây nó sẽ kiểm tra cái file chúng ta gửi lên, thì ở đây thường nó sẽ không lấy đúng cái thư mục của chúng ta muốn nên chúng ta cần phải chọn lại. Chúng ta bấm biểu tượng folder này, mình chọn các thư mục chúng ta cần thiết. Đấy. À, chúng ta cứ bấm next tới là sẽ ra cho chúng ta. Đó. Thì cái thư mục cuối cùng của nó là thư mục question. Thì mình chọn nó nha. Rồi đấy. Rồi tương tự đây mình sẽ có các cái thông số khác. À, cái này mình tham khảo thôi, mình sẽ sửa những cái này nè. À, cái thay tâm này nè. Rồi mình sẽ đổi lại ở đây là SharePoint address là cái trang SharePoint chúng ta. Đây, chúng ta copy luôn. Dán vào. Rồi cái SharePoint này thì mình sẽ lấy là của cái nộp bài thi. Rồi. Đó. Rồi. Cái này nó so sánh thôi, thông tin thôi. Rồi. Ở đây mình sửa lại cái trang SharePoint cho nó đúng. Rồi cái nội dung bên dưới thì chúng ta thấy nó không sao thì không cần sửa nha. Đó. Và cái đây là chúng ta sẽ thấy là nó cập nhật thông báo lên cái nhóm. À, để cho chúng ta biết này, chúng ta có cái kênh là thông báo đó. Đấy. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là hệ thống sẽ tự động thông báo là đã có một cái sản phẩm dự thi có cái tên là như thế này lên trên hệ thống đó. Thì như vậy là ban giám khảo hay là ban tổ chức có thể biết. Rồi cái condition 3 này thì mình tham khảo thôi, không cần thiết. Cái mục này nó sẽ hỗ trợ chúng ta báo thông báo lỗi nếu mà nó copy file, copy cái file không được. Đấy. Rồi sau đó mình bấm save lưu lại. Rồi mình bấm quay lại my flow để mình xem. Thì ở đây chúng ta thấy cái flow nó bị mờ đi là nó đang bị tắt, nên là chúng ta bấm dấu ba chấm để chúng ta turn on nó lên. Rồi như vậy chúng ta đã import xong cái flow thứ hai.